coi hát này là rất là vui. Lần đầu tiên bốn nghệ sĩ thế hệ vàng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ Phượng Liên cùng góp mặt trong một vở diễn sau gần 20 năm. Bên cạnh đó, sự có mặt của nghệ sĩ ưu tú Úc Bạch Lan, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, nghệ sĩ ưu tú Hồng Quốc, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Hồng Loan, Tú Sư, Hà Linh, Gia Bảo cũng tạo nên nhiều sắc thái cho vở diễn này. Cái cảm xúc của nghệ sĩ cũng như là những cái chi tiết nhấn quan trọng nhất đều được đẩy lên rất là cao trào, và cộng với tài năng diễn xuất của nghệ sĩ nữa, hy vọng đây là một cái làn gió mới, một cái cách dàn dựng mới trên nền của cái cũ. Mình cũng vận dụng tài năng của tất cả các anh em nghệ sĩ tham gia trong cái vở này, thì mình cũng bàn với họ cứ đem tất cả